Em xin kính chào các bác nhé. Hôm nay thì em giới thiệu các bác những cái chậu lan thân hồng siêu đẹp, chia sẻ các bác ở trên live ngày hôm nay trong ít phút thôi ạ. Các bác anh chị mua hàng thì nhấc máy liên hệ trực tiếp qua số 0977 ạ 842 981 để được mua hàng các bác nhé. Và em giới thiệu các bác mình những cái chậu vi điệp rất là đẹp. Đó, mở đầu live đó là một chậu nữ hoàng 28 siêu to. Và đối với những chậu to này thì có thể giá thị trường nó cũng tới 1,5 triệu, nhưng là cái mã mở bát đầu live chia sẻ đến các bác mình mã này là bằng 580.000 ạ. Siêu phẩm nữ hoàng 28 các bác nhé. Nữ hoàng 28 này, quân hoa siêu đẹp các bác ạ. Và các bác anh chị mình mua hàng thì nhấc máy liên hệ trực tiếp cho em theo số 0977 ạ 842 981 các bác nhé. Và mã thứ hai đó là một cái chậu bệt linh giang rất là đẹp. Ở đây thì nó là một cái dòng bệt quốc dân nhiều hoa và sai hoa. Thì chia sẻ các bác mình mã này cũng là bằng 480.000 ạ. Siêu phẩm bệt linh giang các bác nhé, rất đẹp. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm đó là siêu phẩm mít hòa bình, một giò to tác phẩm. Chia sẻ các bác một cái siêu phẩm mít hòa bình với giá là bằng 860.000 các bác ạ. Thân thủ siêu to đấy, chiều dài của thân thì là cũng được dao động từ 1m2 đến 1m4 ạ. 860.000 các bác nhé. Giá thị trường có thể nó sẽ tới 1,5 triệu, 1,8 triệu ạ. Nhưng em sẽ sale các bác mình bằng 860.000. Nó mít hòa bình các bác nhé. Mít hòa bình, một quân hoa cánh bay 24 giờ rất là đẹp ạ. Và tiếp theo đó là một siêu phẩm cửu long cao phong ạ. Đây ạ, một tốt đơn thân phòng rễ hoa và nhiều hoa. Đó là một chậu cửu long cao phong rất là đẹp ạ. 350.000 ạ. 350.000 cho một siêu phẩm cửu long cao phong các bác nhé. Một tác phẩm thân phòng siêu hoa 350.000 ạ. Và tiếp theo thì mời các bác ngắm một chậu lộc bắc đua ngọn siêu đẹp ạ. Với giá là bằng 680.000 các bác ạ. 680.000. Siêu phẩm lộc bắc đua ngọn ạ. Rất đẹp các bác nha. Lộc bắc đua ngọn. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm đó là một siêu phẩm bệt núi chúa rất to. Chia sẻ các bác mình là bằng 480.000 ạ. 480.000 cho siêu phẩm núi chúa rất to các bác nhé. Đây là dòng bệt quốc dân, cánh bay rất đẹp các bác ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một giò quế xanh siêu đẹp ạ. Đây này mình ơi, hoa xanh cốm này, quế xanh các bác nhé. Một giò quế xanh tác phẩm. Đây ạ, nó hơi lóa màn hình các bác. Đây, siêu phẩm quế xanh nhé cả nhà mình. Quế xanh này rất đẹp đúng không ạ? Và em mời các bác chiêm ngưỡng cái giò quế xanh này ạ. Một tác phẩm quế xanh siêu đẹp các bác nhé. Đây, lá xếp chân dếp các bác ạ. Siêu phẩm quế xanh này, cả mẹ bồng con các bác nhé. Bản lá thì nó hơi lấm các bác ạ, tại vì uống nước ao hồ nên nó có hơi độ lấm. Và chia sẻ các bác mình mã quế xanh VIP với giá là bằng 2.450.000 ạ. Một tác phẩm quế xanh nguyên dề nhé. Nguyên dề mẹ bồng con đấy các bác, bản lá xếp này. Đây các bác thấy chưa ạ? Những cây lá xếp rất là đẹp luôn. Đấy, hoa quế xanh và nó rất là thơm luôn các bác nhé. Xanh cốm này, 2.450.000 ạ. Và cái siêu phẩm thứ ba đó là một giò nhạn rừng Gia Lai tháng 8, chất bản lá mít to. Đây ạ, em mời các bác chiêm ngưỡng này, siêu phẩm nhạn Gia Lai nhé. Đây, con này thì vừa mới cắt cần hoa hồi sáng nay các bác ạ. Và nói chất mẹ bồng con các bản lá mít to hơn 5 cm này. Đấy, em sale các bác mình một cái giò nhạn Gia Lai tháng 8 VIP với giá là bằng 4.860.000 ạ. 4.860.000 cho cực phẩm ba thân và mẹ bồng con nữa các bác nhé. 4.860.000. Nhạn Gia Lai tháng 8 con này đang 4 nụ như các bác, 4 vòi này, bản lá mít to chất dày. 4.860.000. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một dề nhạn Buôn Đê, hoa xanh cốm, mặt bông ngũ đỉnh. Đó là một siêu phẩm nhạn rừng Buôn Đê nhé. Sale các bác mình mã trên live ngày hôm nay là bằng 5.860.000 ạ. 5.860.000 các bác nhé. Đây là một dề nhạn rừng Buôn Đê VIP. Đấy, em mời các bác ngắm này, bản lá hơn 5 cm nha các bác. Đây, lá nhựa hơn 5 cm của một siêu phẩm nhạn rừng Buôn Đê nhé. Hoa không kém gì nhạn tháng 8 luôn các bác ạ. Và hương sắc của dòng này thì rất là thơm. Chia sẻ đến các bác mình bằng 5.860.000 các bác ạ. 5.860.000 cho một rề nhạn rừng Buôn Đê nhé. Hoa xanh cốm rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây,
Bác thấy cái bông ngũ đỉnh như thế này, mọi người chưa có khuôn hoa này thì các bác sưu tầm nhá. Siêu phẩm VIP, một dề nhạn buôn đê tác phẩm. Miền Trung là nó là hàng dề nguyên bản nên là có những cây nó cũng lâu năm cũng bị cháy ngọn, cháy lá các bác này, cháy này. Đây, chất này các bác ơi, mẹ bồng con từ bên đây sang đây các bác ạ, để con nhá. Siêu phẩm như thế này, 5.860.000. Siêu phẩm nhạn buôn đê các bác ạ. Đó, siêu phẩm nhạn rừng buôn đê bằng 5.860.000 nhá. Đây là những cái tác phẩm rất là đẹp. Ngoài ra bên còn rất là nhiều những giò đơn thân. Các bác anh chị mình mua hàng thì nhấc máy liên hệ trực tiếp đến số 0977 842981 để được mua hàng. Và em mời các bác ngắm một giò di linh trắng với giá là bằng 380.000 ạ. Tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu 6 mắt phụng tiên bằng 350.000 ạ. Rồi tiếp theo là một cái mã trồn trắng. Bác nào sưu tầm thì alo cho em với giá là bằng 1.380.000 ạ. Duy nhất một siêu phẩm các bác nhé. Đấy, ngoài ra các bác mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số 0977 842981 để mua hàng. Và mã tiếp theo của em đó là một chậu ma bó. Ma bó thì nó là một cái giò bệt quốc dân. Đấy, dễ hoa và nhiều hoa thì em sẽ sell các bác một cái chậu ma bó với giá là bằng 480.000 các bác ạ. Siêu phẩm ma bó, một dòng bệt siêu hoa với giá 480.000 một chậu bệt quốc dân. Thân thủ rất là đẹp. Đây các bác, một giò mẹ to này giá có thể tới 1.5 triệu. Xeo các bác bằng 480 nhá. Cáo đỏ VIP này 480.000 một chậu, bản lá to này 480 cho một chậu cáo đỏ các bác ạ. Và mã tiếp theo một chậu cáo trắng duy nhất, xeo các bác bằng 800.000 một chậu, một con phân nhánh vòi hoa nha các bác. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác đón xem và ủng hộ cái live stream của nhà vườn. Các bác, chúc các bác một buổi xem live thật là vui vẻ nhá. Em xin cảm ơn các bác ạ. Đây, siêu phẩm quế xanh thì rất là thơm nha các bác. Đấy, hoa xanh cốm rất thơm này. Em xin cảm ơn các bác ạ.